Đình Hà, Đình Đông, Phố Chuối, Đồn Hom, Làng Trúng, Làng Lèo, Nhã Nam, Cao Thượng, Mó Trạng, Đồn Gồ, Đền Cô, Dĩnh Thép. Những anh hùng Đề Nắm, Đề Thám, Đề Sử, Đề Công, cả Dinh, cả Trọng, cả Huỳnh, Cai Sơn, Cai Tờ, Ba Biều, Đốc Mến, bà cả, bà ba cùng ngàn nghĩa sĩ, trên dưới một lòng, dồn sức dẹp giặc, tấm gương trung liệt, sử sách còn ghi. Ngày nay, quê hương giàu đẹp, đất nước từng ngày đổi mới, trăm họ an cư, thật mừng thay, thật tự hào thay, những di tích khởi nghĩa yên thế năm xưa được tôn vinh là di tích quốc gia đặc biệt. Lễ hội yên thế được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hôm nay, nhân tiết xuân Giáp Thìn, dịp kỷ niệm giấy cờ tụ nghĩa, cháu con sum họp một nhà trước đền thiêng, kính dâng lễ vật, cáo tế đất trời, cầu siêu cho anh hùng nghĩa sĩ, cầu cho quốc thái dân an, mong sao mưa thuận gió hòa, nhân dân no đủ, cúi mong các vị thần linh, các chân linh anh hùng nghĩa sĩ phù trì cho bách gia trăm họ, dịch bệnh tiêu tan, nhà nhà hạnh phúc, an khang thịnh vượng, tiếp thêm sinh khí cho mảnh đất yên thế anh hùng ngày càng phát triển giàu mạnh bền vững. Lòng thành ý mọn chẳng tỏ hết lời, cúi mong chư vị thần linh anh hùng nghĩa sĩ thụ hưởng lễ vật, chứng nhận trước văn cẩn cao. Hóa chú văn chú văn hòa hóa
giải quê. Hiến tiêu nhị tuần á, rượu đây là hương vị thánh hiền, vui lành trong trắng, ung dung chúc chén lưu ly. Xin đất trời, thần linh cùng các bậc tiên linh chứng giám, ban phát cho nhân dân lộc tài vượng tiến, diễn sinh trường to. Bình thơ tam tuần hiến tiêu, tiến tiêu chung giải cơn khát ngàn năm, cúi mong các bậc tiên linh bề trên ban ân ban phúc cho toàn thể nhân dân yên thế Bắc Giang. Xuân Giáp Thìn về, mưa gió thuận hòa, vạn vật sinh sôi, cỏ cây tươi tốt, trời đất khai hoa, quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc. Phẩm thực thụ xong, rượu cũng đã 3 tuần hiến đủ, chủ tế cùng toàn dân xin cúi đầu cẩn cáo. Bình thơ kính lạy trời đất, kính lạy sơn thần thổ địa linh quan của núi rừng yên thế. Trong cuộc khởi nghĩa do người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám lãnh đạo chống thực dân Pháp xâm lược, núi rừng yên thế đã bao bọc, che chắn và bảo vệ thủ lĩnh Hoàng Hoa Thám cùng nghĩa quân trường kỳ chiến đấu ngót 30 năm. Yên thế xưa với bạt ngàn rừng nguyên sinh có rất nhiều loại cây quý hiếm, trải qua thời gian thiên nhiên khắc nghiệt vẫn phát triển mạnh mẽ, hiên ngang trước bão giông, trường tồn với thời gian. Điển hình trong đó là cây lim xanh ngàn năm tuổi tại xã Xuân Lương, huyện Yên Thế. Để bảo tồn nhân diện rộng giống cây lim xanh quý hiếm, từ cây lim tổ
huyện Yên Thế đã chỉ thị gom hạt giống, ươm mầm cây non để nhân rộng và trao truyền lại cho mai sau. Hôm nay đây, nhân tiết xuân Giáp Thìn, tại thị trấn Phồn Dương, trước đền thiêng, lãnh đạo và toàn thể nhân dân huyện Yên Thế cúi xin trời đất linh thần chứng giám và ban cho 140 cây lim xanh giống ứng với 140 năm khởi nghĩa Yên Thế, để tiếp thêm sức mạnh cho lễ phát động phong trào trồng cây tái tạo rừng xưa, thực hiện thông điệp vì một Việt Nam xanh cẩn cáo. Xin kính mời chủ tế tiến hành nghi lễ trao giống cây trồng.